Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp cái bài giảng toán lý hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem video clip bài giảng của Thầy Liêm, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì bấm nút đăng ký để xem được những video clip bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Ở trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm vở bài tập toán lớp 3, bài 140 luyện tập trang 66 nha. Giờ mình sẽ làm bài số 1 trước nha. Bài 1, tính diện tích hình vuông có cạnh là, câu A là 8 cm, câu B là 6 cm. Như vậy là bài này tương đối dễ đúng không nào? Mình biết là muốn tính diện tích hình vuông thì mình lấy cạnh nhân cạnh là cho kết quả đúng không? Vì câu A thì lấy 8 x 8, câu B thì lấy 6 x 6 là cho kết quả giờ đúng không nào? Giờ bài số 1 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử bài chốt số 1. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ các em làm xong bài số 1 chưa? Nếu các em làm xong thì thầy sẽ làm bài số 1 ha. Sau đó thì các em đối chiếu xem có đúng với kết quả với của thầy hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 1 luôn nha. Như vậy bài này thì quá dễ đúng không nè. Rồi như vậy là người ta yêu cầu mình tính diện tích hình vuông có cạnh là 8 cm. Như vậy lời giải của mình, câu A lời giải sẽ là diện tích hình vuông là mình lấy 8 x 8 đúng không nè. 8 x 8 thì bằng 64. Đơn vị của cạnh cạnh mỗi cạnh là cm thì diện tích sẽ là cm vuông đúng không nè. Như vậy đáp số của câu A sẽ là 64 cm vuông đúng không nè. Giờ mình qua câu B luôn nha. Rồi như vậy câu B cũng vậy, người ta cũng yêu cầu mình tính diện tích hình vuông. Như vậy là lời giải của mình sẽ là diện tích hình vuông là mình lấy cạnh nhân cạnh đúng không nè. Như vậy 6 x 6 thì bằng 36. Cạnh đơn vị của cạnh là cm thì đơn vị diện tích sẽ là cm vuông đúng không nè. Như vậy đáp số của câu B này sẽ là 36 cm vuông đúng không nè. Bài này quá dễ đúng không nè. Giờ bài 1 này có em nào có lời giải đáp số giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy hoặc các bạn cùng xem nha. Các em ok hết chưa nè. Giờ nếu ok hết thì thầy sẽ qua bài số 2 luôn nha. Giờ mình qua bài số 2 nha. Để ốp thêm một mảng tường như hình vẽ, người ta dùng hết 8 viên gạch men. Mỗi viên gạch men là hình vuông cạnh 10 cm. Hỏi mảng tường được ốp thêm có diện tích là bao nhiêu cm vuông. Rồi đây là mảng tường nha, gồm có 8 viên gạch men người ta ốp giống vậy. Mỗi viên là mỗi cạnh của nó là 10 cm đúng không nè. Như vậy là để ốp thêm một mảng tường như hình vẽ đây, người ta dùng hết 8 viên gạch men, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không nè. Mỗi viên gạch men là hình vuông cạnh 10 cm. Hình vuông có nghĩa là 4 cạnh bằng nhau đúng không nè. Hỏi mảng tường được ốp thêm có diện tích bao nhiêu cm vuông. Rồi như vậy trước hết mình sẽ tính cái gì trước nè. Mình có cạnh của một viên gạch men hình vuông này đúng không. Như vậy mình sẽ tính diện tích một cái viên gạch men trước đi đúng không nè. Như vậy là dạy thứ nhất sẽ là diện tích của một viên gạch men. Rồi sau khi có diện tích viên gạch men thì mình sẽ tính diện tích của 8 viên gạch men này, chính là diện tích của mảnh tường ốp thêm đúng không nè. Giờ bài số 2 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài số 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ các em làm xong hết bài ha, bài số 2 hết chưa nè. Nếu các em làm xong thì thầy sẽ làm bài số 2 ha. Giờ thầy làm bài số 2 nha. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ tính diện tích của một viên gạch men đúng không nè. Mình có cạnh của một viên gạch nè, thì mình tính diện tích một viên gạch trước đi. Như vậy là giải thứ nhất sẽ là diện tích một viên gạch men là mình lấy cạnh nhân cạnh là do kết quả đúng không nè. Như vậy cạnh nhân cạnh 10 x 10 bằng 100. Cạnh đơn vị của cạnh là cm. Như vậy là đơn vị của diện tích sẽ là cm vuông đúng không nè. Sau khi có diện tích của mỗi viên gạch, mình sẽ tính được diện tích của mảnh tường đúng không. Như vậy là dãy thứ hai sẽ là diện tích mảnh tường, đó là
mình sẽ lấy diện tích viên gạch nhân cho 8 viên đúng không nè. Bây giờ 100 nhân cho 8 thì bằng 800 và đơn vị cũng là cm vuông đúng không nè. Như vậy là đáp số của bài 2 này sẽ là 800 sao 800 cm vuông. Giờ bài 2 này có em nào có lời giải và đáp số giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài số 3 luôn nha. Bài số 2 này cũng tương đối dễ đúng không nè. Rồi mình sẽ qua bài số 3 nha. Cho hình chữ nhật MMPQ và hình chữ nhật CDEG nha. Có kích thước ghi trên hình vẽ. Như vậy là MMPQ này có kích thước là chiều dài là 7 cm, chiều rộng là 3 cm đúng không nè. Giờ cái hình CDEG này là một cái hình vuông, như vậy mỗi cạnh đều là 5 cm. Giờ câu A thì người ta kêu mình tính chu vi của mỗi hình. Như vậy muốn tính chu vi thì mình sử dụng công thức nào nè. Chu vi thì bằng chiều dài cộng chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật thì lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả chân nhân cho 2 đúng không nè. Còn chu vi của hình vuông, hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, như vậy mình lấy cạnh nhân 4 là ra kết quả đúng không nè. Câu B thì người ta kêu mình tính diện tích mỗi hình. Rồi như vậy diện tích mỗi hình thì diện tích hình chữ nhật thì lấy chiều dài nhân chiều rộng là ra kết quả. Còn diện tích hình vuông thì là như gì, là cái gì nè, là cạnh nhân cạnh đúng không nè. Rồi sau đó là người ta hỏi là hai hình đó có diện tích hơn kém bao nhiêu cm vuông. Như vậy sau khi mình tính diện tích, mình coi cái nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu thì mình lấy hình lớn, mình lấy diện tích hình lớn trừ cho diện tích hình nhỏ là ra kết quả đúng không. Rồi sau đó mình trả lời là cái diện tích hình nào sẽ lớn hơn diện tích hình nào bao nhiêu cm vuông đúng nè. Giờ bài 3 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 3. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ các em làm xong bài 3 chưa nè? Nếu các em nào làm xong thì mà thầy sẽ giải bài 3 nha. Sau đó các em đối chiếu xem có đúng với kết quả của em với của thầy có giống nhau hay không nha. Giờ em nào làm xong bài 3 thì xem thầy làm bài 3 xem có đúng hay không nha. Trước hết câu A người ta kêu mình tính chu vi mỗi hình. Như vậy trước hết mình sẽ tính chu vi của hình chữ nhật MNPQ trước nha. Như vậy là chu vi hình chữ nhật MNPQ là mình lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2 đúng không. Như vậy 7 cộng 3 tất cả nhân cho 2, 7 cộng 3 là 10, nhân 2 là bằng 20 đúng không nè. Tiếp đến mình sẽ tính diện tích hình vuông CDEG đúng không nè. Như vậy là giải thứ hai sẽ là chu vi hình vuông CDEG là mình lấy cạnh nhân 4 nha. Như vậy mình lấy 5 nhân 4 bằng 20 cm luôn đúng không nè. Giờ câu B thì mình sẽ tính diện tích nha. Như vậy là mình tính diện tích hình chữ nhật trước nha. Diện tích hình chữ nhật là mình sẽ lấy cạnh nhân cạnh đúng không, đó chiều dài nhân chiều rộng đúng không. Chiều dài là 7, chiều rộng là 3, như vậy 7 nhân 3, 7 nhân 3 thì bằng 21, đơn vị là cm vuông đúng không nè. Giờ như vậy là diện tích của hình chữ nhật của mình sẽ là 7 nhân 3, chiều dài nhân chiều rộng, 7 nhân 3 bằng 21 cm vuông đúng không nè. Tiếp đến mình sẽ tính diện tích hình vuông. Như vậy diện tích hình vuông thì mình sẽ lấy cạnh nhân cạnh đúng không nè. Mỗi cạnh là 5 cm, như vậy là 5 nhân 5 bằng 25. Cạnh là cm thì diện tích sẽ là cm vuông đúng không nè. Tiếp đến là mình thấy diện tích hình chữ nhật là 21 cm vuông nè. Còn diện tích hình vuông là 25 cm vuông đúng không nè. Như vậy rõ ràng là diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật đúng không. Còn lớn hơn bao nhiêu thì mình phải thực hiện phép trừ, là lấy diện tích hình vuông trừ cho diện tích hình chữ nhật là ra kết quả đúng không. Như là diện tích hình vuông lớn hơn hình chữ nhật là mình lấy 25 trừ 21 đúng không nè. Như vậy 25 trừ 21 thì bằng 4. Như vậy cm vuông viết lại nha. Như vậy ở đây mình sẽ kết luận là và diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật 4 cm vuông đúng nè. Giờ mình xong bài 3 nha. Giờ bài 3 này có em nào có lời giải và đáp số giống như thầy,
để lần nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ bây giờ video clip bài giảng đến đây là kết thúc. Các em thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký thầy Liêm, kênh thầy Liêm thì bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video clip bài giảng mới nhất của kênh thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nha.